wall một cái cô shop house. Rất là nhiều shop ở đây. Ngày hôm nay thì cũng còn khá là vắng, hôm nay là ngày thánh 2 tháng 9. Đây. Con đường khá là to. Đây là khu shop house. Không khác gì những bãi biển dài khoảng 2 đến 3 cây số, rất là sầm uất.